Anh chào bạn, thì hôm nay với một bộ đồ như thế này, với một cái outfit như thế này thì em tính là cho bản thân mình được nghỉ ngơi một ngày. Anh chào bạn là không like, không làm và không quay phim. Nhưng mà ngặt nghèo một cái là vừa ra vườn anh chào bạn, em thấy được một cái lô vàng tia. Đó. Thì ở đây em còn cù lại sót lại bao nhiêu đây cây vàng tia cho anh chị mình chơi. Thì mạn phép đi ha, hôm nay mình coi như là mình phá lợi đi ha. Bây giờ em lên cho anh chị mình vàng tia chơi nè. Đây, anh chị mình thấy ạ. Như anh chị mình thấy là cây hiện tại bên em cây đang cao nha. Đo gan cho anh chị mình xem luôn. Một gan của em nè, hai gan của em nè, gần ba gan tay của em nha. Thì hôm nay em sẽ đi cho anh chị mình là combo ba cây đi ha. Cây thứ hai cũng vậy luôn, quá đẹp. Đó, và tiếp theo cho anh chị mình chơi nè, cây thứ ba. Rồi, ba cây vàng tia, cây đang cao bản lá bự anh chị mình ha. Em sẽ đi cho cô chú anh chị mình cái giá là 155.000. Còn nếu như anh chị nào thích chơi 4 cây thì em sẽ để cho anh chị mình cái giá là 199. Đó, dòng này nó rất là sai hoa anh chị mình ha. Sai hoa nè, bắn vòi cực kỳ đỉnh. Trồng lâu cây có thể cao cho anh chị mình tầm cỡ 1 mét cho đến 1 mét rưỡi là chuyện bình thường nha. Đó, nếu như anh chị nào quan tâm tới những sản phẩm như vậy thì anh chị mình có thể gọi số hotline hoặc anh chị mình cho em xin một cái bình luận ở dưới để hoặc là giống chúng em sẽ chốt đơn cho cô chú anh chị mình ha. Em cảm ơn anh chị mình đã xem hết clip của em. Tạm biệt, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.